chương 18. Rồi đó, Phaolô đi khỏi thành Athens mà tới thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Giuđa tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berusin. Bởi vì vua Cơlốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma, Phaolô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề nên Phaolô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau. Vả nghề các người đó là may trại. Hãy đến ngày Sa-bát thì Phaolô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giuđa và người Gê-rét. Khi Sila và Timôthê từ xứ Macedon đến thì Phaolô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy làm chứng với người Giuđa rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Nhưng vì chúng chống cự và khinh dễ người, nên người dụ áo mình mà nói rằng: ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch từ đây, ta sẽ đi đến cùng người ngoài. Phaolô ra khỏi đó vào nhà một người tên là Titi Ujuk Tu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. Bây giờ Kurisbu, chủ nhà hội, với cả thành mình đều tin Chúa. Đã có nhiều người Corinto từng nghe Phaolô giảng cũng tin và chịu phép báp têm. Ban đêm, Chúa phán cùng Phaolô trong sự hiện thấy rằng: đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phaolô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Lúc Galion đang làm quan trấn thủ xứ Achai, người Giuđa đồng lòng nổi lên nghịch cùng Phaolô và kéo người đến tòa án mà nói rằng: người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Phaolô vừa toan mở miệng trả lời thì Galion nói cùng dân Giuđa rằng: hỡi người Giuđa, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi, song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi thì hãy tự xử lấy. Ta chẳng khứng xử đoán những việc đó đâu. Người bèn đuổi chúng ra khỏi tòa án. Bây giờ chúng bắt sốt then chủ nhà hội đánh đòn trước tòa án, nhưng Galion chẳng lo đến việc đó. Phaolô ở lại thành Corinto ít lâu nữa, rồi từ giã anh em xuống thuyền đi với Berusin và Aquila qua xứ Syria. Sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Senkere vì người có lời thề nguyện, kế đó ba người tới thành Epheso. Phaolô để đồng bạn mình lại đó, còn người thì vào nhà hội nói chuyện với những người Giuđa. Song khi chúng sinh ở lại lâu hơn nữa thì người chẳng khứng. Người từ giã các người đó mà rằng: ví Đức Chúa Trời khứng thì chuyến khác ta sẽ đến các ngươi. Rồi người từ thành Epheso mà đi. Khi đổ bộ tại thành Caesarea rồi, người đi lên thành Jerusalem chào mừng hội thánh, đoạn lại xuống thành Antioch. Người ở đó ít lâu rồi lại đi trải lần lần khắp trong xứ Galatia và xứ Phrygia, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng. Bây giờ có một người Giuđa tên là Apollo, quê tại thành Alexandria, là tay khéo nói và hiểu kinh thánh, đến thành Epheso. Người đã học đạo Chúa nên lấy lòng sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu. Dẫu người chỉ biết phép báp têm của dân mà thôi, vậy người khởi sự giảng cách dạng dĩ trong nhà hội. Berusin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bài đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người toan sang xứ Achai thì anh em dục lòng và viết thơ gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo, vì người hết sức bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ, lấy kinh thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ.